tôi, gọi tên và số bao danh. Xin các bạn hãy cùng bước lên phía trước. Xin được chúc mừng thí sinh đầu tiên lọt vào top 10. Số bao danh 107, Bùi Thị Ly. Đầu tiên lọt vào top 5. Thí sinh có số bao danh 112, Bùi Thị Sao Mai. Xin được chúc mừng thí sinh tiếp theo đã lọt vào top 5. Đó chính là thí sinh Nguyễn Hạo Hương với số bao danh 089. Vị trí thứ 3 trong top 5 là thí sinh 084, Quách Thị Tinh. Xin chúc mừng bạn. Thưa quý vị, và cái tên tiếp theo sẽ được chúng tôi sướng lên sẽ là thí sinh mang số báo danh 083, Bùi Thị Nữ.
còn lại trong top 5. Xin được chúc mừng thí sinh 081 Bùi Kim Độ. Xin được cảm ơn và xin được chúc mừng top 5. Các người còn lại xin được dành cho họ một tràng pháo tay và xin mời các bạn sẽ tạm thời lưu vào phía sau sân khấu. Chết chắn là năm đứa ở trong đâu rồi. Và thưa quý vị, ngay sau đây top 5 của chúng ta sẽ bước ngay vào phần thi ứng xử. Các bạn sẽ lần lượt bước tới vị trí trung tâm nơi có micro và bốc thăm để tìm ra được giám khảo nào sẽ đặt câu hỏi cho họ. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho top 5 một lần nữa được không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được sự hồi hộp của các bạn ấy trong giờ phút này. Vâng, và với mỗi câu hỏi mà thí sinh của chúng ta nhận được thì các bạn sẽ có thời gian là 1 phút 30 giây để vừa chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mình. Xin mời thí sinh đầu tiên sẽ thực hiện phần thi ứng xử. Thí sinh 081 Bùi Thị Nụ. Mời bạn bốc thăm tên của giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho mình. Xin mời giám khảo nghệ sĩ ưu tú Trần Lily. Chào em, chắc hẳn là em là người đầu tiên rất là hồi hộp đúng không? Và tôi cũng rất bất ngờ khi mà là cái người đầu tiên để đặt câu hỏi cho em. Mong rằng em đứng ở đây là những người đã rất xứng đáng rồi trong năm người này. Em hãy hết sức bình tĩnh để lắng nghe câu hỏi và trả lời hay nhất có thể của mình. Câu hỏi của em sẽ là: nếu một người khách đến Hòa Bình mà họ nhờ em làm người dẫn viên thì em sẽ dẫn họ đi đâu và thưởng thức những ẩm thực gì? 1 phút 30 giây để suy nghĩ và trả lời của thí sinh Bùi Thị Nụ bắt đầu. Vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo ạ. Sau đây em xin phép trả lời câu hỏi của mình. Vâng, nếu như mình được dẫn một du khách tham quan du lịch Hòa Bình thì em sẽ dẫn du khách về với xóm Hải, nơi quê hương em mà em sinh ra và lớn lên ạ. Xóm Hải là được công nhận là một địa điểm du lịch cộng đồng. Ở đây có rất nhiều nét đẹp văn hóa. Em tin chắc rằng khi du khách đến đây thì du khách sẽ rất là vui ạ. Đối với bản thân em thì em rất là tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tân Lạc Mường Vi ạ. Và tự hào hơn nữa, em chính là một cô gái xứ Mường ạ. Và em sẽ trao dồi cho mình nhiều kiến thức hơn nữa để phát triển du lịch và phát triển hoàn thiện bản thân mình hơn ạ. Em xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn thí sinh Bùi Thị Nụ với phần trả lời câu hỏi ứng xử của mình. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho cô ấy với vai trò là thí sinh đầu tiên trong phần thi ứng xử ạ. Một phong thái rất tự tin và đĩnh đạc. Tiếp theo. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với phần thi ứng xử của thí sinh Bùi Thị Nữ, mang số báo danh 083. Xin mời bạn hãy lựa chọn cho mình một lá thăm để biết xem là những ban giám khảo nào sẽ đưa ra câu hỏi dành cho bạn. Ông Dương Trường Giang, nhà sĩ thành viên sẽ là người đặt câu hỏi. Vâng, xin mời nhạc sĩ Dương Trường Giang sẽ là người đưa ra câu hỏi cho thí sinh của chúng ta. Xin chào em. Câu hỏi của em là: trong các lễ hội của tỉnh Hòa Bình, bạn thích lễ hội nào? Vì sao? Và bạn đã nghe rõ câu hỏi rồi đúng không? 1 phút 30 giây để suy nghĩ và trả lời cho thí sinh Bùi Thị Nữ bắt đầu. Em cảm ơn câu hỏi của ban giám khảo và sau đây em xin phép được trả lời câu hỏi của mình ạ. Hòa Bình có rất là nhiều lễ hội được diễn ra và cái lễ hội mà em thích nhất
đó chính là lễ hội Khai Hạ Mường Bi, hay còn gọi là lễ hội Sống Đồng. Lễ hội này được diễn ra vào đầu năm. Lễ hội được tổ chức để tỏ lòng biết ơn đến những người đã có công lập đất, lập mường, và gắn liền với nó, lễ hội cũng tạo một cái sự giao lưu, gặp gỡ để tạo nên cái tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư. Bản thân em là một người con gái xứ Mường Bi, em rất là tự hào và luôn luôn trao dồi cho mình và gìn giữ, phát huy những cái giá trị văn hóa của dân tộc Mường. Những cái nét văn hóa dân tộc Mường nó đã tạo nên những cốt cách trong con người em, và em nghĩ rằng với tuổi trẻ của mình sẽ phải phát huy và gìn giữ nó. Và khi đến với lễ hội Khai Hạ Mường Bi thì mọi người có thể tham gia vào các trò chơi dân gian. Ngoài ra còn sẽ được thưởng thức những món ăn mang đặc trưng của người dân tộc Mường. Câu trả lời của em như một người được gửi lời mời tới tất cả mọi người đến với lễ hội Khai Hạ Mường Bi. Và em xin tự nguyện được làm một hướng dẫn viên miễn phí để có thể hướng dẫn mọi người đi tham quan và thưởng thức những nét văn hóa đặc trưng của người Mường. Và em tin chắc rằng đó sẽ là một cuộc trải nghiệm đầy thú vị. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn phần trả lời của thí sinh Bùi Thị Nữ. Có thể thấy rằng là các thí sinh của chúng ta tham gia vào phần thi ứng xử thì đều là những cô gái hết sức tự tin và dành một tình yêu rất là lớn cho mảnh đất của mình sinh ra, đúng không ạ? Xin cảm ơn Bùi Thị Nữ. Ngay bây giờ xin mời thí sinh tiếp theo Quách Thị Tin, số báo danh 084 sẽ lựa chọn lá thăm và biết được giám khảo nào sẽ đặt câu hỏi cho phần ứng xử của bạn. Xin mời giám khảo Bùi Thanh Hương. Xin chúc mừng bạn đã lọt vào top 5 của chương trình. Và câu hỏi dành cho bạn là: theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những yếu tố gì? Và 1 phút 30 giây để suy nghĩ và trả lời cho thí sinh Quách Thị Tin. Bắt đầu. Em xin cảm ơn câu hỏi từ chị. Theo em, người phụ nữ hiện đại cần 4 yếu tố. Thứ nhất đó là trí tuệ, sức khỏe, kỹ năng sống và lòng nhân ái, lòng trắc ẩn. Bởi vì phụ nữ hiện đại ngày nay cần trí tuệ để chúng ta có thể tự tin hơn, làm những điều lớn lao hơn. Không như ngày xưa người phụ nữ ở nhà lo hậu phương, mà người phụ nữ ngày nay có thể đảm nhận được rất là nhiều vị trí trong xã hội. Và cần có một sức khỏe để chúng ta có thể làm tốt tất cả các công việc gia đình cũng như là xã hội ạ. Và kỹ năng sống để người phụ nữ có thể là biết cách đối nhân xử thế ạ, biết xử lý những tình huống trong xã hội. Và điều quan trọng nhất đó là làm nên một cái nét đẹp toàn diện, đó chính là một lòng nhân ái, một lòng trắc ẩn, bao dung và biết thông cảm, thấu hiểu đến người khác ạ. Bản thân em là một người phụ nữ, người con gái hiện đại. Em luôn hướng mình đến 4 điều trên. Và qua cuộc thi này em cũng học hỏi được rất nhiều điều, sẽ trưởng thành hơn. Bên cạnh đó em cũng trau dồi những cái nét đẹp của người phụ nữ xưa để mình trở thành một người con gái vừa hiện đại và cũng rất là truyền thống ạ. Em xin cảm ơn. Xin được cảm ơn thí sinh Quách Thị Tin. Quả thật là những cô gái miền Sơn Cước có bản lĩnh và sự mềm mại thật là tuyệt vời. Và thí sinh tiếp theo. Vâng, thí sinh tiếp theo, chúng tôi xin được mời ra vị trí trung tâm sân khấu cô gái mang tên Nguyễn Hàm Hương với số báo danh 089. Và giám khảo đặt câu hỏi cho bạn là: vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em là ông Nguyễn Hòa, họa sĩ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Elite Art Việt Nam ạ. Vâng, xin được mời giám khảo Nguyễn Hòa. Chào em, sau đây là câu hỏi dành cho em. Theo bạn, mỗi người dân của tỉnh Hòa Bình cần làm gì để quảng bá du lịch cho tỉnh?
Trước khi trả lời câu hỏi thì anh chúc em bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt câu trả lời của mình. Với câu hỏi vừa rồi, phần suy nghĩ và trả lời 1 phút 30 giây của thí sinh Nguyễn Hàm Hương bắt đầu. Em xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Em xin phép được trả lời. Sẽ có rất nhiều cách để có thể quảng bá văn hóa du lịch của tỉnh Hòa Bình. Nhưng em tin rằng mỗi người dân Hòa Bình trước tiên phải nhận thức được trách nhiệm của bản thân và sau đó là tận dụng cái thế mạnh của thời đại 4.0, đó chính là Internet. Vì em tin rằng chỉ cần một người đăng lên mạng xã hội những hình ảnh của công lao thì sẽ có tới hàng trăm, hàng nghìn người biết rằng đây chính là điểm đặc sản. Và nếu như gần 1 triệu dân của Hòa Bình đều đăng tải những hình ảnh đẹp của xóm ải, công viên di sản hay hồ Hòa Bình, bản Lác, những giá trị văn hóa lịch sử qua những di tích danh lam thắng cảnh của Hòa Bình, thì em tin là chắc chắn ngoài kia sẽ có hàng triệu triệu người ghen tị với chúng ta là những người con sinh ra và lớn lên tại mảnh đất sử thi này. Và bản thân em cũng là một người trong lớp trẻ, em luôn tâm niệm rằng mình không được để mạng xã hội chỉ là nơi nói lên những cảm xúc ích kỷ cá nhân mà còn là nơi thể hiện niềm kiêu hãnh và sự tự hào khi mình sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Em xin hết. Vâng, xin cảm ơn thí sinh Nguyễn Hào Hương. Vâng, có thể thấy là những cô gái của chúng ta là những nhân vật hết sức tiêu biểu của những thế hệ mới, đúng không ạ? Là những nhân vật của thế hệ của cách mạng công nghiệp 4.0, những cô gái rất là hiện đại. Và tiếp theo cũng là thí sinh cuối cùng trong phần thi ứng xử, xin mời thí sinh Bùi Thị Sa Mai, số báo danh 112. Và giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho Bùi Thị Sa Mai là: vị giám khảo sẽ đặt câu hỏi cho em, đó chính là tiến sĩ văn hóa Trần Anh Tuấn ạ. Vâng, xin được mời giám khảo Trần Anh Tuấn. Rồi, xin chào em, quý vị khán giả. Anh ấy chính là một chút, anh là Hoàng Tuấn nha. Nhưng mà anh rất là cảm ơn em đã không phải tên của anh rồi. Thật ra là anh đã ngắm em rất nhiều, bởi vì từ cái trang phục em ngay từ đầu tiên ấy. Nhưng tuy nhiên là em là người cuối cùng mà cái câu hỏi này là dành cho em rất khó. Không phải khó đối với em, nhưng mà khó tất cả với mọi người đây. Giờ em sẽ đón chọn câu hỏi nha. Nếu bạn bị nói xấu và bị đả kích hoặc bị tấn công trên mạng xã hội thì bạn sẽ ứng xử như thế nào? Rất nhiều cách. Chúc mừng em có câu hỏi thật hoàn hảo. Câu hỏi rất khó em nhé, nhưng bình tĩnh. Cảm ơn em. Vâng, chắc là với anh thì hơi khó, chứ với những người trẻ thì cũng không quá khó. Chúng ta hãy cổ vũ cho Sao Mai và 1 phút 30 giây để suy nghĩ và trả lời của bạn bắt đầu. Em xin cảm ơn câu hỏi của anh ạ. Và sau đây em xin phép trả lời câu hỏi của mình. Nếu như em bị đả kích, nói xấu ở trên mạng xã hội, điều đầu tiên em sẽ làm đó là tự tạo cho mình một cái bộ chọn lọc, phân biệt đâu là đả kích nói xấu và đâu là góp ý. Nếu nó đã là một lời góp ý thì em sẽ sẵn sàng sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Còn đây là đả kích và nói xấu, tức là không có thật và nó không phải là những hành động và những lời nói em đã làm. Có một câu nói rất là hay: bạn không thể quyết định được những điều người ta nói, nhưng bạn có thể, bạn có quyền phản ứng lại với những câu nói đó. Và cách phản ứng của em đó chính là không bận tâm đến những cái vấn đề không liên quan đến bản thân mình. Hiện nay có một số bạn trẻ, rất nhiều những bạn trẻ đang quá quan tâm đến các trang mạng xã hội. Các bạn đang chưa chọn lọc cho mình những trang mạng mình nên xem, dẫn đến các bạn bị ảnh hưởng về tinh thần, về công việc, ảnh hưởng đến gia đình, đến cuộc sống của mình. Và làm sao để giải quyết những vấn đề đó? Các bạn hãy tìm hiểu những cái trang mạng tích cực, những điều tốt để chia sẻ. Còn nếu như cái vấn đề đấy là tiêu cực, ảnh hưởng đến bản thân, ảnh hưởng đến xã hội, các bạn hãy tẩy chay, phê phán và lên án. Là một người trẻ, em mong muốn rằng chúng ta sẽ dùng những lời yêu thương,
mình. 1 phút 30 giây của bạn. Em xin cảm ơn ạ. Vâng, có thể thấy rằng là câu hỏi của ban giám khảo thì dường như là không thể làm khó được thí sinh Bùi Thị Sao Mai đúng không ạ? Xin cảm ơn và xin chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Đó cũng là những thể hiện cực kỳ xuất sắc của các thí sinh trong top 5. Hãy cổ vũ cho. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ là lúc các thành viên của ban giám khảo sẽ phải làm việc và chạy đua với thời gian, sẽ phải cân nhắc, thậm chí có những cuộc tranh luận để tìm ra được những ngôi vị xứng đáng nhất, những ngôi vị cao nhất và người sẽ mang danh hiệu Người Đẹp Sứ Mường 2019. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những giờ phút vô cùng hồi hộp. Đó chính là những giờ phút khi mà chúng ta được biết kết quả cũng là danh hiệu của những người đẹp đã tham dự vòng chung kết của cuộc thi Người Đẹp Sứ Mường ngày hôm nay. Xin mời trở lại sân khấu 23 gương mặt xuất sắc nhất vòng chung kết cuộc thi Người Đẹp Sứ Mường 2019. Xin mời siêu mẫu Hoàng Vy, đạo diễn kết hợp, thủy viên ban giám khảo
ủy viên ban giám khảo lên trao giải thí sinh được yêu thích nhất. Và cuối cùng xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thu Hoài, giám đốc Havis Media, thành viên ban cố vấn sẽ lên trao giải cho đại sứ du lịch. Đều là những đại sứ du lịch, đều là những cá nhân tiêu biểu, những cô gái tràn đầy sức sống của tỉnh Sơn Cước, mang theo trong mình một cốt cách, những con người sinh ra lớn lên tại mảnh đất vô cùng đa diện về sắc tộc, đó chính là mảnh đất Hòa Bình. Các bạn ấy sẽ mang đi những thông điệp vô cùng ý nghĩa và sẽ là những đại diện quảng bá du lịch rất tuyệt vời cho cuộc sống con người của mảnh đất của tỉnh Hòa Bình. Hãy cùng chúc mừng cho các thí sinh đạt giải vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn đại diện của ban giám khảo và các đơn vị đồng hành tài trợ đã giúp chúng tôi trao giải cho các thí sinh đạt giải. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời các thí sinh sẽ trở về vị trí của mình. Và xin mời top 5 sẽ cùng bước lên phía trước. Xin mời các thí sinh số báo danh 081 Bùi Thị Đồng. Xin mời thí sinh 083 Bùi Thị Nữ. Xin mời số báo danh 084 Quách Thị Tin. Xin mời số báo danh 089 Nguyễn Thảo Hương. Và số báo danh 112 Bùi Thị Sao Mai. Ba trong số 5 cô gái lọt vào top 5 sẽ là những người đẹp xứ Mường số 1, số 2 và số 3. Chắc chắn rằng họ là những người hồi hộp nhất trong khán phòng ngày hôm nay. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với danh hiệu người đẹp xứ Mường thứ 3 với giải thưởng là 25 triệu đồng và chứng nhận của ban tổ chức. Xin được chúc mừng người đẹp xứ Mường thứ 3, thí sinh có số báo danh 112 Bùi Thị Sao Mai. Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời họa sĩ Phạm Xuân Hải, viện trưởng Viện Mỹ thuật Ứng dụng Việt Nam, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương mại Giang Phạm, trưởng ban cố vấn cuộc thi người đẹp xứ Mường năm 2019. Và cùng với đó xin được trân trọng kính mời ông Ngô Bá Lục, trưởng ban giám khảo cuộc thi người đẹp xứ Mường năm 2019 sẽ lên trao giải thưởng danh hiệu người đẹp thứ 3 của cuộc thi người đẹp xứ Mường. Thí sinh Bùi Thị Sao Mai đã thực sự có được một phần thể hiện rất xuất sắc trong buổi diễn ngày hôm nay, và đặc biệt là trong buổi diễn ứng xử của cô đã cho thấy mình là một cô gái xứ Mường hết sức năng động, tự tin và chắc chắn sẽ là một đại sứ tiêu biểu của mảnh đất Hòa Bình trong tương lai gần. Xin được chúc mừng. Xin được trân trọng cảm ơn họa sĩ Phạm Xuân Hải. Xin được trân trọng cảm ơn nhà báo Ngô Bá Lục. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chúc mừng cho thí sinh người đẹp xứ Mường thứ 2 với phần thưởng 30 triệu đồng và chứng nhận của ban tổ chức. Danh hiệu người đẹp thứ 2 của cuộc thi người đẹp xứ Mường năm 2019 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 081 Bùi Thị Nụ. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Xuân Trường, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình,
Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Người đẹp xứ Phượng năm 2019, cùng ông Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình, sẽ lên trao giải Người đẹp xứ Phượng thứ hai cho thí sinh Bùi Thị Nụ, số hoa danh 081. Là người đầu tiên thực hiện phần thi ứng xử, Bùi Thị Nụ đã cho thấy bản lĩnh Người đẹp xứ Phượng. Và chắc chắn rằng cô không chỉ là niềm tự hào của mảnh đất cô sinh ra lớn lên mà còn của cả tỉnh Hòa Bình, và hy vọng rằng Bùi Thị Nụ sẽ tiếp tục có những bước tiến phát triển hơn nữa trong tương lai, xứng danh với danh hiệu Người đẹp xứ Phượng thứ hai. Còn ba cô gái chưa biết mình sẽ đứng ở vị trí nào, đó là thí sinh Bùi Thị Nữ, Nguyễn Hàm Hương và Quách Thị Tin. Ai sẽ là người đẹp xứ Phượng 2019 ạ? Ai ạ? Chúng tôi muốn nghe quý vị hãy gọi tên họ ạ. Rất nhiều những tiếng gọi khác nhau. Và trước khi chúng tôi công bố, cũng xin được gửi lời cảm ơn tới ban giám khảo, tới ban cố vấn, những người đã thực sự phải gặp rất nhiều khó khăn khi những thí sinh của chúng ta đã gây bất ngờ cho họ, cho cả những người dẫn chương trình như Đức Bảo và Thu Thủy, cho cả những quý vị khán giả tại Cung Văn Hóa tỉnh Hòa Bình, cho cả những ai đang theo dõi qua kênh Hòa Bình TV. Họ đã thực sự là những cô gái rất bản lĩnh, xinh đẹp, tài năng, duyên dáng. Và ai sẽ là người đạt được phần thưởng trị giá là 50 triệu đồng cùng với vương miện 300 triệu và chứng nhận từ ban tổ chức đây? Chúng ta sẽ cùng đồng thanh nhé. Xin được chúc mừng thí sinh có tên Nguyễn